cơm này, con đông cơm kinh thật, đông sấu, bỏ phê đông cừu. Rồi ok anh em nha, có gì mình lên clip sau anh em xem cho vui.
Bye.
Đuổi cầm vô rồi. Kêu hỏi sửa lại do
đông vô tổ quạng. Cho bút cơm khủng ghê, bút cơm cà phê cho là cơm.